mày, thế tao cần mày thề à? Mẹ mày, mày chẳng bị mày sao? 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 Mày tiền đâu ra mà chụp xe. Mọi người nhá, thì em mình thì nó đau ở bên tay phải. Khi mà mình quay camera ngược cái này thì nó ở bên tay phải, ở tay trái. Khi mà mình quay về bên kia là tay phải. Thực chất là nó ở bên tay phải mọi người nhá, chứ không phải là như mọi người trên mạng nói bảo hôm nay mình quay thế này kia. Đây là mình quay ngược lại camera selfie ấy, mọi người ạ. Đấy để mong mọi người hiểu thế thôi. Thực sự anh em mình cũng rất chi là buồn, mình cũng chả biết nói gì thêm nữa. Ôi, mình đi chụp xe mới nhá. Anh em gái, em đến chụp xe ạ. Đủ tiền chưa? Em hôm nay em cũng gom các thứ em bán được cũng. Em đủ, cần đủ rồi ạ. Em mang 70 triệu đến ạ. Tao bảo mày đủ 80 triệu đi nói chuyện mà. Bây giờ em... mấy anh có thể là... ấy không ạ? Mấy anh có thể là cho em chuyển không ạ? Thì bây giờ là em thực sự để em bán hết mọi thứ ở trong nhà rồi, có thể bán rồi. Hôm trước tao đã nói với mày là đủ 80 triệu thì đến xe, không thì cút mà. Thế là đánh vẫn chưa đủ à? Em xin cho anh ạ. Anh... cho em chuẩn không ạ? Thì em mang 70 triệu đến là không đủ rồi. Thì anh gọi 80 triệu thì nói chung là bọn em cũng không có tiền ý. Mong có anh nhẹ lòng các anh cho em một em cơ hội ạ. Tao chúng mày cơ hội thì ai tao cơ hội? Thì cái lãi suất đấy thì bọn anh tính ra thì bọn anh cũng mất cái gì đâu ạ. Thì 50 triệu giờ lên 80 triệu, lên 30 triệu, nữa là 80 triệu. Mấy mày là tiền để mang đến mà. Em cầm đủ 70 triệu đến hôm nay bán. Tao bảo 80 triệu mà. Mày coi tao là cái đéo ấy hả? Hả? Mày coi tao là cái gì ấy? Anh. Thế mày thích nào? Em... mày coi lời tao nói với tao thì không ấy à? Thế thôi em cầm đủ 70 triệu anh có thể là anh... em xin anh luôn ấy. Em xin anh. Tao đã chết đâu rồi quỷ hả? À? Cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời đúng không ạ? Thế bây giờ em... thế tao cho mày cơ hội thì ai cho tao cơ hội. Ngồi đi nói chuyện. Dậy đi. Bây giờ em cầm... thế bây giờ mày thích cái nào? Mày chơi với người tao đấy à? Bây giờ em cầm đủ đúng 70 triệu đến thôi ạ. Bây giờ em không có luôn. Thật sự em nói em vay hết tất cả mọi người rồi. Em vay lãi các kiểu rồi. Bây giờ em còn lấy vãi 3 phẩy một ngày đi kìa. Đấy là chuyện của chúng mày, công việc của tao. Thế là em làm anh thì của chúng nó thì em phải đứng ra rồi em chịu trách nhiệm với những cái hành vi mà thằng em của em nó gây ra ấy. Em này có chơi có chịu đi không, phải lãi là 30 triệu nữa là lãi 40 triệu tổng cộng 90 triệu, lãi lên 10 triệu nữa. Đúng rồi, thế bây giờ mày thích ăn đòn hay mày thích trả? Mấy anh ơi, em xin các anh luôn đấy. Em xin các anh luôn đấy. Tao đã chết cho mày quý. Ngồi nói dậy. Đứng dậy chưa? Em cũng không. Thật sự để nói, bây giờ bước đường cùng của em rồi. Bọn em bây giờ chỉ còn mỗi hai người. Bây giờ bọn em cũng thuê quán ngoài kia để ở nhờ nữa. Với lại bọn
của em làm cũng chả có thu nhập. Thì mong các anh nhẹ lòng, các anh tha thứ cho bọn em đâu ạ. Chúng mày làm cái gì tao không cần biết. Tao chỉ biết tiền của tao đâu. Tiền của em muốn thế nào? Giờ em cầm đúng 70 triệu đấy trong người rồi. Giờ mang 90 triệu lên đây. 90 triệu bây giờ em bán. Em bán cả vườn bây giờ em không đủ 90 triệu đấy. Đấy là việc của chúng mày. Còn thằng em mày chơi được có chịu. Thích báo công an, chơi đi. Anh em xin anh ạ. Em xin anh, em xin anh được cho thao em này đúng không ạ? Đứng dậy. Em xin một cái, em xin các anh luôn đấy ạ. Đây, phải tao bảo mày đứng dậy mà. Em xin anh, các anh tha cho bọn em đứng dậy ạ. Thì con mẹ con chó này phải để ra nó nhiều nhỉ. À, đứng dậy. Mày anh ơi, mày có thể lấy không em ạ? Mày có thể tha với em này không ạ? Mày góc lóc cũng chỉ thế thôi. Bây giờ mang đủ 90 triệu đây. Bây giờ bố em cũng không đủ 90 triệu đâu ạ. Bây giờ em xoay mãi mới được 70 triệu thôi ạ. Bây giờ em phải vay lãi nữa, bây giờ cũng biết cuộc sống hôm nay của em như thế nào luôn. Bây giờ cũng còn 2 tháng, bữa hai anh em bây giờ cũng nhờ, cũng trông cậy vào nhau mà sống thôi, cũng có thu nhập nữa. Đấy là việc của chúng mày. Còn ở cái xã hội này thích chơi thì phải chịu. Bây giờ mang đủ 90 triệu đây. Bây giờ bố em cũng không đủ 90 triệu đâu ạ. Bây giờ em xoay mãi mới được 70 triệu thôi ạ. Bây giờ em phải vay lãi nữa, bây giờ cũng biết cuộc sống hôm nay của em như thế nào luôn. Bây giờ cũng còn 2 tháng, bữa hai anh em bây giờ cũng nhờ, cũng trông cậy vào nhau mà sống thôi, cũng có thu nhập nữa. Đấy là việc của chúng mày. Còn ở cái xã hội này thích chơi thì phải chịu. Bây giờ em mà không đứng ra chịu thì mấy anh lại đi làm phiền thằng em đấy, thằng em còn nhỏ nữa, nó còn chưa biết cái gì nữa, mấy anh còn đánh nó gãy tay rồi. Em xin ba anh luôn ạ, em xin các ba anh luôn. Đứng dậy. Đây phải cho mày khóc. Ngồi lên. Em xin các anh ngồi nói chuyện thôi à. Thế tao bảo mày đứng dậy nói chuyện em mày thích nào. Thì mấy anh tha rồi em đứng dậy ạ. Giờ là mang tiền lên đây. Có tiền là tao tha. Quỷ cũng vô dụng thôi, đứng dậy ngồi dậy nói chuyện đi. Cái xe này cũng rất chỉ là quan trọng với em bây giờ. Quan trọng với mày, thằng em mày chơi. Quan trọng bây giờ bao nhiêu công sức mồ hôi em mua con xe đấy. Bây giờ em chỉ muốn là em chuộc về rồi. Em cũng muốn làm lại cuộc đời cho mấy anh em đấy thôi. Em chuộc lại rồi, em xách vữa 5 năm trời em mới được con xe đấy. Bây giờ mong các anh có thể em chuộc lại đúng không ạ? Đấy là việc của chúng mày. Còn tao bây giờ chỉ cần tiền của tao thôi. Còn 20 triệu đấy của em sẽ viết giấy đúng không ạ? Em viết giấy cho anh. Thì bao nhiêu lần chúng mày viết giấy rồi? Thì em viết giấy em hứa em thề là em sẽ trả cho anh. Em hứa em thề em trả cho anh luôn ạ. Nếu tao cần mày thề à? Ngồi lên ghế. Hay em ơi, lên đi. Ngồi nói chuyện thôi. Dậy. Em nói dậy không? Gì nhỉ? Em xin anh luôn rồi, em xin anh luôn đấy. Bây giờ em kiếm đâu là thêm 20 triệu, nhưng em kiếm mấy em vay lãi 3 phẩy một ngày. Bây giờ em kiếm đâu ra anh, em xin anh. Ngồi xem nói chuyện đàng hoàng nào. Em nuôi nó ngồi dậy. Bám nãy vừa dễ nào. Em cũng đủ 70 triệu anh ạ. Tao đã bảo rồi. Ba đủ tiền đây thì lấy xe về. Không cút. Đây chỗ làm ăn chỗ nào chơi như mày đến đây à? Mất hứng. Mẹ mày, mày chẳng biết sao, mày chẳng sao. Cầm tiền đến đây nhé. Thì lấy xe về. Thế gọi công an gọi nhé.
Vậy anh nào hổ báo cáo trồn chúng mày đến đây nhá. Ăn gan thì coi. Được chưa? Còn đánh đánh tao nhá. Chúng mày đéo con người. Chúng mày đủ gan đánh tao đánh nhá. Chúng mày thì sẽ là đâu chết đi, con mẹ ông mày, mày đéo con người luôn. Anh em đánh nó. Ok con về đây. Còn thích đánh nhau nhá. Bố mày chiều. Mẹ chúng mày đéo con người, địt mẹ ông mày, tổ mày. Tao còn biết. Giờ mang đủ 90 triệu đây lấy xe về. Mẹ ông mày bây giờ thì tao tao kiếm đâu ra được 90 triệu bây giờ. Đánh nó bao có tiền trả. Trả không? Có tiền không? Trả không? Mẹ bây giờ tao kiếm mãi được 70 triệu bây giờ chúng mày hỏi thì tao 90 triệu kiếm đâu ra bây giờ. Giờ phải lên con lãi người ta mới làm nhá. Đó, bố mày sống cần phải có cơm ăn cho anh em bố mày nhá. Còn thịt mẹ không có lãi bố mày ăn bằng cái gì? Đố giống làm ăn à? Bố mẹ phải bỏ tiền ra cho các em bố mày ăn nhá. Mẹ ông mày là... Còn thích gì? Thịt mẹ xong còn đánh bố mày à? Mẹ mày! Thịt mẹ nó! Tôi ra ngoài. Rồi. Rồi, cút đi ra chơi. Cút ra ngoài. Mày là ai quay đi. Cút. Mẹ. Mẹ. Cút. Cút.